Có thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biên Chiếu Sát Toàn. Thế giới chủng đó dùng Bồ Tát Hạnh Tiếng Hống làm thể. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Cung Diện Trang Nghiêm Tràng. Hình trạng bốn góc nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi khói Phật bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu. Phía trên thế giới chủng biến chiếu sát toàn có 20 tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Cung Điện Trang Nghiêm Tràng. Hình trạng bốn góc nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen quang minh che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Mi Gian Quang Biến Chiếu. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, lượng tất cả biển hoa nhụy báu mà trụ. Có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, hai cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ. Phía trên thế giới Cung Điện Trang Nghiêm Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy mà trụ. Có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ hai. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình trạng như kim cang, nương biển lưới đình tất cả báu trang nghiêm mà trụ. Có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu. Phía trên thế giới Đức Hoa Tạng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình như kim cang, nương biển lưới đình tất cả báu trang nghiêm mà trụ. Có đủ thứ mây viên quang trang nghiêm che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ ba. Có cả thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như lân báu ma ni, nương biển hương thủy vô biên sắc vàng mà trụ. Có mây phổ quang minh trần trồng lầu cát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hương Biến Chiếu. Phía trên thế giới Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như lân báu ma ni, nương biển hương thủy vô biên sắc bảo mà trụ. Có mây phổ quang minh chân châu đầu cát che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ tư. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hương Biến Chiếu. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển hương thủy kim cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Hỷ Vô Tận Huệ. Phía trên thế giới Diệu Sắc Quang Minh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển hương thủy kim cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ năm. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Hỷ Vô Tận Huệ. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình trạng tam giác nương tất cả biển bóng kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ mani Bồ Tát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sóng cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. Phía trên thế giới Thiện Cai Phú trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiên Lợi Hoa Quang Minh Vân, hình tam giác,
Nương tất cả biển báu, kiên cố, trang nghiêm mà trụ, có mười quảng mình mũ mani của Bồ Tát che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu thế giới bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Thanh Tịnh Phủ Quang Minh. Chúng ta người học Phật Pháp hiểu biết đạo lý Phật Pháp thì tâm lượng nên rộng lớn, do đó có câu phóng chi tác di lục hợp, quyện chi tác thối tạng ư mật. Đây là tư tưởng của nhà Nho, khai mở tâm sung mãn lục hợp trên dưới bốn phương, tức cũng là sung mãn vũ trụ. Nhà Nho chỉ biết có lục hợp mà chẳng biết có mười phương, thu lại thì ẩn tàng nơi mật, chỗ mà con người chẳng biết nên gọi là mật. Tâm lượng của chúng ta chẳng những khắp di lục hợp mà còn tận hư không biến pháp giới, nơi nơi đều sung mãn. Cần phải có tâm từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi hành Bồ Tát Đạo. Thế giới có vô lượng vô biên, nhưng chẳng ra ngoài tâm của chúng ta, do đó mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm. Chẳng có cách chi tính đếm được, hiện tại tuy khoa học rất tiến bộ, có thể đến được mặt trăng, nhưng đây chẳng qua là tiến bộ một chút mà thôi, chưa đến được các thế giới khác có sinh vật. Tương lai thế giới và thế giới lưu thông với nhau, chứng minh rằng thế giới khác có chúng sinh đang sống. Xong giao thông rồi, khi nghiên cứu minh bạch sự bí mật trong trời đất, thì thế giới này sẽ tiêu diệt, thế giới kia lại sinh ra. Con người biết rồi lại hồ đồ. Vì nguyên nhân này, chúng ta người tu đạo phải giữ giới luật, phản bổn hoàn nguyên được, thì mới liễu sinh thoát tử. Vậy thế giới này thành trụ hoại không? Lại có quan hệ gì với chúng ta? Cho nên chúng ta người tu đạo thời thời khắc khắc phải giữ giới, giữ giới thì phải chú ý từng nơi từng chốn. Do đó 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh, nơi nơi đừng cầu thả. Nếu tùy tiện phóng dật, chẳng giữ quy củ thì chẳng chấm dứt được sinh tử. Ở phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ, có mây tất cả hoa bóng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn. Phía trên thế giới thì Lợi Hoa Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó hình nửa mặt trăng, nương tựa tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Đây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn bóng thẳng hàng, đường biển bóng diễm tạng mà trụ, có mây thưởng mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng. Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn bóng thẳng hàng, nương tựa biển bóng diễm tạng mà trụ, có mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 8, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 8 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình như chữ vạn, nương biển y tràng bóng mà trụ, có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 9 cõi Phật bao bọc chung quanh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt. Phía trên thế giới Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình trạng như chữ vạn, nương biển y tràng bóng mà trụ, có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 9, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 9 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới Nhất Đà La, nương tất cả biển nước bóng mà trụ, có mây tất cả âm nhạc lọng bóng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó
hiệu là Kim Sắc Tu Di Đăng. Phía trên thế giới diệu pháp âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là vi trần số âm thanh, hình trạng như lưới Nhân Đà La, nương biển nước tất cả bóng mà trụ, có mây bóng tất cả âm nhạc che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 10, có thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Sắc Tu Di Đằng. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn, nương biển báu vương, hình đế thích mà trụ, có mây hoa nhật quang minh che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí. Phía trên thế giới vi trần số âm thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn, nương biển báu vương hình đế thích mà trụ, có mây hòa nhật quang minh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 11, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển bóng trang nghiêm mà trụ, có mây đạo tràng hoa bóng che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng. Phía trên thế giới Bảo Sắc Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển bóng trang nghiêm mà trụ, có mây hoa bóng đạo tràng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 12, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Chiếu Quang Minh Vân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ, có mây lầu các âm thanh vương báu che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu. Phía trên thế giới Kim Sắc Diệu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y bóng mà trụ, có mây lầu các báu vương, âm thanh Phật che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 13, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn châu. Thế giới đó nương chuỗi bóng tu gì mà trụ, có mây báu mani rực rỡ che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tận Phước Khai Phù Hoa. Phía trên thế giới Biến Chiếu Quang Minh Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn đại châu, Đông Thắng Thần Châu hình như nửa mặt trăng, Nam Thiệm Bộ Châu hình dài, Tây Nghiêu Hóa Châu hình trăng tròn, Bắc Cầu Lư Châu hình vuông. Thế giới đó nương chuỗi báu tu di mà trụ, có mây báu mani rực rỡ che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 14, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước Khai Phù Hòa. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như thân Atula. Thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ, có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Cam Lộ Âm. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như Atula. Thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ, có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Đây là thế giới thứ 15, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Cam Lộ Âm. Ở phía trên trải qua các thế giới
Nếu như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Thiên Đàng Huyệt, hình trạng tám cạnh, thế giới đó nương biển kim cang báu trên đàn mà trụ, có mây hoa trân châu mani che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là tối thắng pháp vô đẳng trí. Phía trên thế giới như kính tượng phổ hiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiên Đàng Huyệt, hình trạng như hình tám cạnh. Thế giới đó nương biển kim cang báu trên đàn mà trụ, có mây hoa trân châu mani che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 16. Có các thế giới nhiều thứ số hạt bụi 16 cõi Phật bao bọc chung quanh là quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là tối thắng pháp vô đẳng trí. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều thứ số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là bi cấu quang minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang báu vô biên màu sắc mà trụ, có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là biến chiếu hư không quang minh âm. Phía trên thế giới trên đàn nguyệt, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là hư cấu quang minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang minh bóng vô biên màu sắc mà trụ, có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 17. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là biến chiếu hư không quang minh âm. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là diệu hoa trang nghiêm, hình trạng như hình tròn. Thế giới đó nương tất cả biển hoa mà trụ, có mây tất cả âm nhạc mani che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là phổ hiện thắng quang minh. Phía trên thế giới ly cấu quang minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là diệu hoa trang nghiêm, hình trạng của thế giới đó như hình tròn. Thế giới đó nương biển tất cả hoa mà trụ, có mây tất cả âm nhạc mani che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 18. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật bao bọc chung quanh là quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là phổ hiện thắng quang minh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là thắng âm trang nghiêm, hình trạng như tòa sư tử. Thế giới đó nương biển tòa sư tử vàng mà trụ, có mây tòa sư tử các màu sắc liền hòa tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là vô biên công đức dương phổ quang minh. Phía trên thế giới diệu hoa trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là thắng âm trang nghiêm, hình trạng như tòa sư tử, nương biển tòa sư tử vàng mà trụ, có mây tòa sư tử các màu sắc liên hòa tạng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 19. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là vô biên công đức rừng phổ quang minh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật, nương biển y phục báu hương tràng mà trụ, có mây lầu các báu vương nhật vân phổ chiếu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 thế giới bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là phổ chiếu hư không đăng. Phía trên thế giới thắng âm trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật. Thế giới đó nương biển y phục báu hương tràng mà trụ, có mây lầu các báu vương nhật phổ chiếu che phủ phía trên. Đây là thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới có vị Phật hiệu là phổ chiếu hư không đăng. Hiện tại giải thích sơ lược xong. Biển thứ nhất, trong biển hương thủy ly cấu diễn tạo có 20 loại thế giới. Dưới đây giải thích sơ lược về 20 tầng thế giới của biển thứ hai vô tận quang minh luân. Các Phật tử, phía nam biển hương thủy ly cấu diễn tạo lại có biển hương thủy tên là vô tận quang minh luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể. Vị Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng. Các vị đệ tử của Phật,
phía nam của biển hương thủy Ly Cấu Diễn Tạng lại có một biển hương thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. Trong biển hương thủy đó có một thế giới trùng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển công đức âm thanh của Phật làm thể. Phương dưới cùng có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như bánh xe bóng, nương biển cây Mani Tạng Bóng Vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát Bóng Tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Quang Hoa Hỷ Diện. Phía trên thế giới Phật Tràng Trang Nghiêm cũng có 20 tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Ái Kiến Hoa, hình trạng như luân báu, nương biển cây Mani Bóng Vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát Bóng Tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Quang Hoàn Hỷ Diện đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tu Di Bảo Đăng. Phía trên thế giới Ai Kiến Hoa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tu Di Bảo Đăng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Âm Thanh Tràng. Phía trên thế giới Diệu Âm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Âm Thanh Tràng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Kim Cang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quang Minh Âm. Phía trên thế giới Trùng Bảo Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Tạng Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quang Minh Âm đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực. Phía trên thế giới Hương Tạng Kim Cang trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tinh Tấn Lực đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm. Phía trên thế giới Tịnh Diệu Âm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Thành Vân Lôi Âm đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Giữ An Lạc. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Danh Sừng Trí Huệ Đăng. Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Giữ An Lạc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Danh Sưng Trí Huệ Đăng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Sư Tử Quang Công Đức Hải. Phía trên thế giới Giữ An Lạc trải qua cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Võng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Sư Tử Quang Công Đức Hải đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâu Tràng Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Trí Liên Hoa Quang. Phía trên thế giới Vô Cấu Võng trải qua các thế giới nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâu Tràng Biến Chiếu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Trí Liên Hoa Quang đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng. Phía trên thế giới Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Trí Đại Thương Chủ. Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm
Trải qua các thế giới, nhiều thứ số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Bảo Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật tên là Thắng Trí Đại Thương Chủ, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều thứ số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Vương, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nguyệt Quang Tràng. Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều thứ số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Vương, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nguyệt Quang Tràng, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều thứ số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Giác. Phía trên thế giới Hoa Vương, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Tạng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Giác, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng. Phía trên thế giới Ly Cấu Tạng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang Minh, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Chư Độ Phước Hải Tướng Quang Minh. Phía trên thế giới Bảo Quang Minh, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sanh Bảo Anh Lạc, thế giới đó có vị Phật hiệu là Chư Độ Phước Hải Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Điều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỷ. Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Anh Lạc, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Luân Biến Phú, ở thế giới đó có vị Phật hiệu là Điều Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỷ, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Bác Công Đức Âm Đại Danh Sừng. Phía trên thế giới Diệu Luân Biến Phú, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Hoa Tràng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Bác Công Đức Âm Đại Danh Sưng, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Minh Công Đức Hải. Phía trên thế giới Bảo Hoa Tràng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Công Đức Hải, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng như hoa sen, thế giới đó nương tất cả biển võng bóng mà trụ, có lưới liên hoa quang mà ni trải phủ. Phía trên có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh. Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình trạng của thế giới đó như hoa sen, nương tất cả biển lưới bóng mà trụ, có lưới hoa sen quang mani che phủ. Phía trên, đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 2, thế giới chủng Phật Tràng Trang Nghiêm, có 20 tầng thế giới trong biển hương thủy vô tận quang minh luân. Có người khỏi vọng tưởng, ngày nào cũng giảng về pháp giới, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, nghe tên các thế giới nhiều như vậy, lại có ích gì? Nói cho bạn biết đây là cảnh giới kinh Hoa Nghiêm, dạy bạn khai mở tâm lượng cho thật rộng lớn, do đó có câu, đầu một sợi lông có thể dung nạp 3.000 đại thiên thế giới. Một thế giới là dạy người minh bạch một tư tưởng, mỗi thế giới lại có thế giới, nhiều như số hạt bụi bao bọc chung quanh. Đây cũng giống như chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối khỏi vọng tưởng, chẳng biết có bao nhiêu vọng tưởng, có nhiều vọng tưởng như số hạt bụi. Mỗi người ví như một thế giới, chúng sinh ở trong thế giới đó đều có vọng tưởng khác nhau. Nghe kinh Hoa Nghiêm có nhiều thế giới,
tức là khiến cho hạt bụi thế giới trong tâm của bạn thanh tịnh, đừng lộn xộn hỗn tạp. Có người lại nói, vậy trừ diệt số hạt bụi thế giới, phải chăng chẳng còn thế giới? Trừ diệt ở đây nghĩa là nói đại ác năm trược, nhiều như số hạt bụi chẳng còn nữa, mà chỉ lưu lại thế giới thuần nhất thanh tịnh. Trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi, không nhất định đều có Phật đang ở đó truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, phải trải qua bao nhiêu thế giới. Nhiều như số hạt bụi có Phật, mới có vị Phật đang ở tại thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Bạn nghe được danh hiệu Phật thì đắc được vô lượng công đức. Do đó có câu, một khi lọt vào tai, vĩnh viễn kết duyên với Phật đạo. Nếu bạn có duyên với vị Phật đó, nghe được danh hiệu của Ngài, thì sẽ phát nhiên khai ngộ, đắc được đại giải thoát. Hiện tại chúng ta nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật. Hy vọng mọi người sau khi nghe danh hiệu Phật rồi thì cảm thấy vị Phật đó có duyên với mình. Mình phải chuyên nhất niệm danh hiệu của vị Phật đó. Chỗ này có ý nghĩa rất sâu, bao hàm trong đó, chẳng phải nói mà là thực hành. Nghe được danh hiệu Phật thì sẽ tiêu diệt vô lượng tội nghiệp. Nếu niệm danh hiệu Phật thì càng có công đức, không thể nghĩ bàn. Phàm là người sinh khởi vọng tưởng, cho rằng suốt ngày đến tối nói về thế giới, nói về danh hiệu Phật chẳng có ý nghĩa gì. Người đó thông minh thái quá, ngược lại biến thành mù si. Hiện tại đạo lý đã giảng rõ, đừng có sinh hoài nghi. Kinh văn là chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, một chữ đáng ngàn vàng, chân lý vô cùng, thọ dụng vô tận. Các Phật tử vòng về bên phải biển hương thủy vô tận quang minh luân đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới chủ tên là Phật Quang Tràng Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai làm thể. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật vòng về bên phải biển hương thủy vô tận quang minh luân, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới tên là Phật Quang Tràng Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm thanh của Như Lai để làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc mani giữa chân mày. Thế giới đó nương tất cả biển nước xoáy màu sắc bóng mà trụ, có mây lầu cát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh. Phía trên thế giới Phật Quang Trang Nghiêm Tạng có 20 tầng thế giới. Thế giới phương cuối cùng tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu sắc mani giữa chân mày, nương tựa tất cả biển nước xoáy màu sắc báu mà trụ, có mây tất cả lầu gác trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc xung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Cấu Bảo Quang Minh đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang. Phía trên thế giới Bảo Diễm Liên Hòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Tạng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh. Phía trên thế giới Quang Diễm Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trên Đàn Thụ Hoa Tràng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh. Phía trên thế giới Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trên Đàn Thụ Hoa Tràng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Giác Diệu Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Hoan Hỷ Âm. Phía trên thế giới Trên Đàn Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phật Giác Diệu Trang Nghiêm, có vị Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Hoan Hỷ Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Quang Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Tự Tại Âm.
Phía trên thế giới Phật sắc diệu trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là diệu quang trang nghiêm. Thế giới đó có vị Phật tên là Pháp Giới Tự Tại Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí. Phía trên thế giới diệu quang trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tướng. Vị Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân. Phía trên thế giới Vô Biên Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đi Cấu Hoa Quang Minh. Phía trên thế giới Diễm Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đi Cấu Hoa Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Đại Xuất Ly. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn. Phía trên thế giới Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Đại Xuất Ly. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Trí Đại Quang Minh. Phía trên thế giới Quảng Đại Xuất Ly, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Trí Đại Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương. Phía trên thế giới Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Cự Quang Minh Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu. Phía trên thế giới Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trùng Trùng Sắc Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân. Phía trên thế giới Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm, có thế giới tên là Trùng Trùng Sắc Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Quang. Phía trên thế giới Trùng Trùng Sắc Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Mani Hoa Hào Tướng Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Âm Vân. Phía trên thế giới Diệu Bảo Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Mani Hoa Hào Tướng Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Âm Vân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ. Phía trên thế giới Mani Hoa Hào Tướng Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thậm Thâm Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Giới Phổ Trí Âm. Phía trên thế giới Thậm Thâm Hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Quang.
Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp giới Phổ Trí Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Liên Hoa, được Phật ở thế giới đó hiệu là Phước Đức Tạo Phổ Quang Minh. Phía trên thế giới Tu Di Quang, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thế giới đó có vị Phật hiệu là Phước Đức Tạo Phổ Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ vạn, đường tất cả biển hương thủy mà ni trang nghiêm thụ mà chủ, có mê quang minh thành tịnh che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng. Phía trên thế giới Kim Liên Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tựa biển hương thủy mani trang nghiêm thụ mà trụ, có mây quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh là quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 3, thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Và trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm có 20 tầng thế giới. Các Phật tử vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm lại có biển hương thủy tên là Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm, có thế giới chủ tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ, dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại xưng một tiếng, các vị đệ tử của Phật vòng về bên phải biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm lại có một biển hương thủy tên là Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủ tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ. Thế giới đó dùng vô biên âm thanh Phật làm thể tánh. Phương dưới cùng có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng góc, nương tất cả biển tạng bóng vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới nhân đà la che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu. Phía trên thế giới trùng Quang Chiếu Thập Phương có 20 tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như châu hồi, có vô lượng góc, nương tựa tất cả biển tạng bóng vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới nhân đà la che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ nhất, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng tạp loạn. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Thượng Huệ Đại Sư Tử. Phía trên thế giới Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, có vị Phật hiệu là Vô Thượng Thệ Đại Sư Tử, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương. Phía trên thế giới Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Sưng. Phía trên thế giới Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tràng Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Sưng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh. Phía trên thế giới Bảo Tràng Âm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoàng Nguyệt, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng.
Phía trên thế giới Kim Cang Bảo Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều hết số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều hết số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Đơn Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Hỷ Thành Tịnh Âm. Phía trên thế giới Nhân Đà La Hoa Nghiêm trải qua các thế giới nhiều hết số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Đơn Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Hỷ Thanh Tịnh Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Lực Thiện Thương Chủ. Phía trên thế giới Diệu Luân Tạng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Lực Thiện Thương Chủ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Được Phật ở thế giới đó hiệu là Tu Di Quang Trí Huệ Lực. Phía trên thế giới Diệu Âm Tạng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Nguyệt. Thế giới đó có vị Phật tên là Tu Di Quang Trí Huệ Lực đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang. Phía trên thế giới Thanh Tịnh Nguyệt trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Hải Đại Nguyện Âm. Phía trên thế giới Vô Biên Trang Nghiêm Tướng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Hải Đại Nguyện Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Tướng. Phía trên thế giới Diệu Hoa Âm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Quang Minh Tướng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Địa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên. Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố Địa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ. Phía trên thế giới Kiên Cố Địa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang Thiện Hóa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kính Giả Sinh Hoàn Hỷ. Phía trên thế giới Phổ Quang Thiện Hóa trải qua các thế giới nhiều như số các hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kiến Giả Sinh Hoàn Hỷ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trên Đàn Bảo Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Động Trí Quang Biến Chiếu. Phía trên thế giới Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trên Đàn Bảo Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Động Trí Huệ Quang Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Trùng Trùng Sắc Tướng Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghỉ Thắng Nghĩa Vương Quang Minh. Phía trên thế giới Trên Đàn Bảo Hoa Tạng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hiện Trùng Trùng Sắc Tướng Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghỉ Thắng Nghĩa Vương Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng.
Phía trên thế giới hiện chủ chủng sắc tướng hải, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là hóa hiện thập phương đại quang minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thắng Công Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn. Phía trên thế giới hóa hiện thập phương đại quang minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng chu viên, nương biển vô biên sắc chúng diệu hương mani mà trụ, có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Giải Thoát Tình Tấn Nhật. Phía trên thế giới Tu Di Vân Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng châu viên, nương biển vô biên sắc chúng mani mà trụ, có mây tất cả thừa trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Giải Thoát Tinh Tấn Nhật đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tư, thế giới chủng quang biến thập phương, có 20 tầng thế giới ở trong biển hương thủy đế thanh bảo trang nghiêm.